cốc áo anh đen. Chua. À, vào xem phim mở không? Tối ơi. Cả nhà chia sẻ bài viết cho em nhá. Chia sẻ bài viết cho em hôm nay em sẽ xem sập sàng cả nhà nhá. Em sẽ chuẩn bị nó sập sàng gỗ đây. Cả nhà chia sẻ bài viết cho em nhá. Đông người xem bắt em sẽ dơ nhiều mẫu mà em sẽ sale cả hàng 50.100, 150 cho cả nhà nhá. Chia sẻ bài viết để bạn bè mình có thể mua được với nhiều mẫu trong ngày hôm nay cả nhà nhá. Áo em đang mặc có giá 320. Áo em đang mặc có giá 320. Chân váy em đang mặc có giá 350 ạ. Chân váy em đang mặc có giá 350 cả nhà nhá. Chân váy em đang mặc có giá 350, áo là 320 ạ. Chân váy bò ren dài ạ. Đây ạ. Em cảm ơn chị Nguyễn Thanh nhá. Áo em đang mặc có giá ban đầu là 520, em sale còn có 320 thôi ạ. Áo em mặc có giá là 520, sale còn 320 nhá. Tài thằng kia thả cái gì đấy. Chân váy ren bò em đang mặc nhá, sale còn 540, em sale còn 350 nhá. 540 em sale còn 350 cả nhà nhá. Cả set em mặc này. Cả set em mặc sale còn bà áo sale còn 320. Chân váy em sale còn 350. Áo em chỉ có màu này thôi chị Nguyễn Thanh ạ. Màu giá này rất là đẹp nhá. Mặc rất là xinh luôn này. Giá này thường thường bây giờ nhà em đang bán ở ngoài cửa hàng là 520 nhá. Em sale còn có 320 thôi ạ. Có áo 60 cân vừa không đấy? Nghiêm phu nhân, chị Nghiêm phu nhân ơi, có áo này xinh thế này. Áo của em nó mặc chị vẫn mặc vừa mà. Em áo con chó này ạ. Áo con chó này 840 em sale còn 400 nhá. Áo chó tím nhá, 840 sale còn 400 nhá. Số lượng có hạn, cả nhà chia sẻ bài viết cho em đi. Chia sẻ bài viết em sẽ bắt đầu dơ mẫu lên cho cả nhà nhá. Chân váy em mặc rất là xinh nhá, dáng rất là dễ mặc này. Chân váy bò ren đây ạ. Cả nhà có nhìn thấy cái phần dưới không ạ? Em kỉnh. Em áo chó này có giá 840 nhá. Em sale 50% sốc luôn cho các chị, còn 400. Còn 400 thôi ạ. Có. Chị nào lấy dáng này thì comment áo tím cho em nhá. Còn áo em đang mặc thì có giá là 320 thôi, sale còn 320 nhá. Chân váy em sale còn 350. Các chị ơi, các chị chia sẻ bài viết cho em nhá. Chia sẻ bài viết cho em để đông người xem, em sẽ mặc nhiều mẫu lên nhá. Hôm nay em sẽ like toàn bộ hàng mới cho các chị luôn. Hàng mới mà em sẽ theo. Chị đã dùng được vứt vào đây, chị chưa đi chỗ em thì bỏ thôi. Mẫu áo em mặc có 3 chiếc thôi các chị nha. Còn chân váy em mặc có đủ size ML nhá. Chân váy em mặc có đủ size ML. Áo em mặc dành cho các chị nào khoảng tầm 5-6 cân đổ xuống nhá. Duyên ơi, thấy mình nhá. Chị ơi, đằng sau nó chỉ là cặp chun không đến đây là. Thế là cặp sao chị nhá. Xinh mà, chân váy này đẹp mà. Có chị nào lấy mẫu áo mẫu em năm mặc không ạ thì chốt luôn cho em nhá. Bởi vì hôm nay em chỉ
Em vẫn chỉ bán hàng sale như thế này ở trên livestream thôi chị nha. Còn lại sau livestream các chị ra cửa hàng em vẫn bán giá như bình thường nhá. Sau livestream ra cửa hàng vẫn bán giá như bình thường ạ, chỉ có sale ở trên Facebook thôi nhá. Em sẽ bắt đầu sơn mẫu cho cả nhà xem nhá. Số lượng em sơn chỉ có 1 đến 2 chiếc thôi các chị nha, chị nào lấy thì chốt luôn nhá. CC ơi, chị hỏi mẫu nào ạ? Đây ạ. Một em áo trắng này, tất cả hình này của nhà em đều không phải full và dán trực tiếp nên chị nhá, nên các chị không sợ bị phai màu hay như thế nào nhá. Chân váy em đang mặc có giá là 350 chị Hoàng Tuyết nhá. Có đủ size ML nhá. Áo này có giá là 560 ạ. Áo phông này có giá là 560 nhá. Cô chị nào lấy màu, dáng này thì combo luôn cho em nhá. Trắng này 560 này, dáng rất là dễ mặc nhá. À, em phong mốt chi đồ này có mốt đen đó đúng không? Em phong mốt chi đồ này em còn một chiếc này giá 320 nhá. Em sale xuống còn 320, 520 em sale xuống còn 320 nhá. Dáng rất là dễ mặc luôn nhá. Có chị nào lấy dáng này không? Là chị nào lấy dáng này thì comment luôn cho em nhá. Các chị mua gì thì mua trực tiếp trên live cho em luôn nhá. Bởi vì số lượng chỉ có 1 đến 2 cái mà em chỉ sell trên live stream nhá. Còn sau live stream em sẽ không sell đâu ạ. Sao không thấy chị nào nói gì vậy? À, cả xe em mặc áo thì sell còn 320 ạ. Chân váy em sell còn 350 nhá. Bên đi, bắt đi. Ui. Cả set em đang mặc cả nhà nhá. Áo Gucci sale còn 320 này. Áo Gucci sale còn 320, chân váy. Chân váy em sale còn 350 nhá. Chân váy số lượng có hạn cả nhà nhá. Em chỉ sale chân váy này thường thường chân váy bò, bây giờ chất này là bò jean luôn nhá. Thường thường chân váy bò này các shop bán bây giờ hiện tại là 550 nhá. Nhà em bán chỉ có 350 rồi. Em sale ấy. Thực tế cửa hàng ngoài nhà em vẫn bán là 550 nhá. Em vẫn sale chỉ có 350 rồi. Em cầm xuống đến nhà, quay hàng lại xin đến nhà. Ok chị Hoàng Tuyết, cho em xin địa chỉ nhá, để em ship hàng nhá. Chị Hoàng Tuyết đã cho em số điện thoại luôn nhá. Hoàng Tuyết lấy chân váy này. Chân váy này đẹp mà. Xinh thì đẹp mặc mà. Cả nhà ơi, set em đang mặc còn nhá. Chị nào lấy thì comment nhá. Áo em còn 3 cái này, chân váy em chỉ còn mấy chiếc nữa thôi ạ. Có đủ size ML cho cả nhà nhá. Chân váy rất là xinh luôn ạ, chân váy dáng dài bò này. Rất là dễ mặc. Ok chị Hoàng Tuyết. Em ăn không đêm. Ok chị Hoàng Tuyết nhá. À xanh xanh là cây phía sau. À. Nó là áo này có 3 màu các chị nhá. Áo này có 3 màu này, cả màu trắng nữa nhá. Áo này có giá là 500 nhá, buộc này. Chân váy bao nhiêu vậy chị? Chân váy 350 em ạ. Em áo buộc này các chị nha, chất cotton mát có 3 màu nhá, đỏ, trắng và xanh. Giá là 500 nhá. Em áo này có giá là 500 ạ, 3 màu nhá. Kiểu buộc này, mặc lên rất là xinh này. Dáng rất là dễ mặc ạ. Em áo này có giá là, chị Nhan Trần ơi, áo em đang mặc có giá là 320 nhá. Áo em đang mặc cả dạ có áo là 320 nhá. Sale còn 520, sale còn 320. Chân váy em đang mặc là sale còn 350 nhá. Đây ạ. Chị à, mẫu này em có cả màu trắng đấy nhá, có 3 màu nhá, em sale còn 500 nhá. Bỏ ra 2 cái hôm qua mà. Bỏ ra 2 cái mới mà. Sophie.
Em áo DG các chị nhá, có giá là 301 nhá. Áo này em sale còn 301 nhá. Áo DG không DG nhá. Sale còn 301 này, mà quên cũng rất là tây luôn. Các chị chia sẻ bài viết livestream đi. Rồi em sẽ like hàng mới của nhà em trước nhá, hàng mới sale nhá. Thì nữa em sẽ like cả hàng 50k, 100k cho cả nhà nhá. 50k, 100k thì em sẽ like cho cả nhà nhá. Đây ạ. Phong DG, phong này chỉ có một chiếc thôi các chị nhá. Phong này chỉ có một chiếc thôi nhá. Áo gấu một chiếc nồi trắng á. Ok ok chị Nguyễn Bảo Nguyên này. Em áo phong DG các chị nhá, có giá là 301 nhá. 501 sale còn 301 này. Rất là xinh nhá. Áo phong DG, phong này em chỉ có một chiếc thôi nhá. Các chị nào lấy thì con một tên với số điện thoại lên cho em nhá. Một em áo phông nhá, em áo phông á. Họa tiết này. Có quần chị quần thể thao à? Có chị ơi. Em ơi, cầm quần thể thao kia đấy chị, cầm quần kia đây. Không, mà cái này mới không, chị không sale đâu. Có chị ơi, có quần thể thao nhá, để em lấy quần thể thao chị. Đó. Mình bán. Quần thể thao đây nhá. Sale là em sale còn 401 nhá. Quần thể thao nhá. Chị Như Quỳnh ơi, chị bao nhiêu kg ạ à? Thì em lấy size cho chị nhá. Bao nhiêu cân thì em lấy size cho nhá. Các chị ơi, quần thể thao số lượng có hạn đây nhá. Quần thể thao này em trụ bo dưới nhá. Bo gấu nhá. Balenciaga này. Chữ viền nhá, Balenciaga thể thao nhá, chất cực kỳ thích luôn. Đây ạ, cặp chun nhá. Em sẽ like hàng mới trước các chị nhá. Chị Như Quỳnh ơi, chất này co giãn chị nhá, mặc rất là thích luôn nhá. Balenciaga các chị nhá, quần Balenciaga này. Viền nhá, cặp chun này, gấu là gấu chun nhá. Mặc bo gấu. Quần này em sẽ có giá 401 nhá, số lượng. Cái này em chỉ có 3 chiếc thôi. Có size ML cho các chị nhá, có đủ size. Chị Hoàng Tuyết ơi, mặc được chị nhá, 54 cân mặc size M vừa, thoải mái luôn. Trên váy bò em đang mặc sale có giá là 350 các chị nhá. Áo là 320. Áo giá gốc là 520, em sale xuống còn có 320 thôi nhá. Có chị nào lấy dáng quần này không ạ? Quần này cũng rất là xinh nhá, dáng rất là dễ mặc này. Quần thể thao nhá. Có túi các chị nhá, quần này có túi đằng trước nhá. Balenciaga này dáng này nhìn em rất dễ bán luôn, mà mặc lên dáng rất là đẹp nhá. Đây ạ, à, đây là quần ống loe này. Quần này thì đắt hơn 10.000 còn 420 nhá. Đây, quần này thì là ống loe các chị nhá. Ống rộng một tí nhá. Đây, viền đây ạ, à. Viền này em có hai màu này. À đây. Chị Lan Lạc ơi, màu mặc được thoải mái mà. Cặp chun chị nhá. Cặp chun thoải mái luôn. Màu mặc quần này có giãn nào. Đây à, em quần Gucci nhá. Ống rộng nhá. Đây là dáng rộng các chị nhá. Rất là dễ mặc này. Đây là đằng sau, em qua đằng sau các chị nhá. Chất co giãn. Chất này chất co giãn 100% luôn nhá. Không hề bị này. Đấy. Chất
bán các chị nhá. Rộng nào quần này có đủ size SML ạ. À. SML các chị nhá, xem. Em sale chỉ còn có 420 thôi nhá. Quần này bây giờ các nơi bán thường thường là 6-700. Những quần như thế này bây giờ các nơi thường thường bán 6-700, nếu là chất đẹp chất xịn nhá thì là 6-700 là bình thường. Áo em mặc là 320 chị nhá. Áo em nằm mặc là 320. Chân váy em nằm mặc là 350. Thì chấm cho em để em biết nhá. Em sẽ like cả hàng sale cả nhà nhá. Áo em đang mặc có giá là 320 chị nhá. Áo em đang mặc có giá là 320, chân váy đang mặc có giá là 350 nhá. Chị một áo trắng chị đang mặc này. Ở đây. Đây. Chân váy có size, chị ơi chân váy có size SML chị nhá. Ai? Em áo phông chó nha, em có hai chiếc áo em phông chó duy nhất nhá. Sale còn 340 ạ. Phông chó sale còn 340 cả nhà nhá. Đây ạ. Em có hai chiếc duy nhất thôi nhá. Màu này là màu cam nhá. Cam này không sợ bị chói các chị nhá. Em soi gần chân cho các chị luôn này. Cam nhá. Em có hai chiếc duy nhất thôi. Này 60 cân đổ về bon chen thoải mái các chị nhá. Áo này 60 cân đổ về bon chen thoải mái. Chị nào lấy áo này không ạ? À? Áo này thì con mượn cam luôn cho em nhá. Có hai chiếc duy nhất thôi. Áo có mặt chó nhá. Mặc lên cực kỳ xinh luôn. Chị Hà con ơi, áo em mặc là 520 sale còn 320 nhá. Áo em mặc là 520 sale còn 320 cả nhà nhá. Em áo chó này có giá là 340 nhá. 540 em sale còn 340 này. Quần thể thao có size không em? Quần thể thao mèo á. Quần thể thao mèo quần thể thao nào? Chị ơi cái quần đặc chun mà có bao gấu ấy thì là một size chị Thùy Chi nhá. Còn lại ống quần mà ống loe này thì có SML nhá. Các chị chia sẻ bài viết cho em nhá. Chia sẻ bài viết cho em thì em sẽ like cả hàng 50k 100k cho các chị nhá. Em áo chó này có chị nào thích không ạ? Mặc lên cực kỳ xinh các chị nhá, dáng rất là dễ mặc luôn. Nào lấy áo này thì comment nhá. Em có hai chiếc duy nhất thôi. Áo mặt chó nhá. Áo cam mặt chó này rất là xinh nhá. Em có hai chiếc duy nhất thôi chị nhá. Chị nào lấy thì comment luôn cho em nhá. Em chó tím này có chị nào thích không ạ? Áo em chó tím này nhá. 840 em sale còn 400 thôi nhá. Em áo chó tím này. Chó tím huy hiệu các chị nhá. Vừa nãy là màu cam, bây giờ em có chó tím này. Hàng này chất này cao cấp hơn chất vừa nãy nhá. Này cao cấp hơn, 840 em sale còn 400 nhá. Dáng rất là dễ mặc luôn.
Áo cam là 540, sale còn 340 chị Tú Thanh nhá. Đại tỷ đã vào xem. Em áo này của em sale còn 301 nhá. Một em màu cam DG này em sale còn 301 cho cả nhà nhá. Chị nào lấy áo này thì comment luôn cho em nhá. Áo này em sale còn 501 nhá. À 301 cả nhà nhá. Em nhầm, áo này em sale còn 301 nhá. Còn áo này thì em sale còn 501 này. Form rất là xinh luôn chị nhá. Chị Nguyễn Bảo Nguyên ơi, áo này không có màu trắng chị nhá. Áo này em sale chỉ có một màu thôi nhá. Nhưng áo nào có màu em báo luôn cho các chị nhá. Áo nào có màu em báo luôn nhá. Còn áo nào không có màu thì chỉ tức là có một màu thôi chị nhá. Chị Jenny Trần ơi không chị nhá. Bây giờ các chị có vẻ không hứng thú không? Em sẽ ra hàng sale cho các chị xem thử nhá. Chị nào thích xem hàng sale thì chấm lên cho em mới để em biết các chị có thích xem hàng sale không, để em like hàng sale 50-100 cho các chị nhá. 50-100, 150 cho chị nhá, đủ các chị luôn. Em ở trên nhà bật điện đi đi. Chân váy bò em là mặc bao nhiêu thế? Chị ơi, chân váy em bò em năm mặc có giá là 350 nhá. 550 em sale còn 350 nhá. Có đủ size ML các chị nhá. Em phải cầm cái này lên trên nhà đi. Các chị đợi em một tí em sẽ. Em cầm đèn pin đi. Cầm máy lên lên trên này. Chị có dừng đâu. Cho em like với. Bật sáng điện lên cho em đi không? Bật hết điện lên đi. Đưa cái ghế kia lại đây em. Đây em sẽ like toàn bộ những cái hàng này cho các chị nhá. 50, 100 đến 150 nhá. Em ơi từ từ đã. Từ từ hãng nào đó cho cô. Cầm cái ghế kia lại đây để đặt cái livestream lên chị để cái. Em sẽ bắt đầu like hàng 50-100 cho cả nhà nhá. Phượng ơi, bỏ cái máy trên mày lên trên ghế đi em. Cắm vào kia đi. Nhưng mà đèn đâu sáng rồi chứ. Cắm bên này đi. Nhưng mà quan trọng ở đây nó có sáng không? Sáng. Không, tối lắm. Không thể sáng mà. Các chị em chỉnh góc đấy nhá. Xem mà góc nào nhìn đồ cho dễ. Tớ không biết nên hắn đừng hỏi tớ. Cái này tối hơn ở dưới nhà mà. Quay các chị đợi em một tí nhá, để em chỉnh ánh sáng rồi em sẽ like lại.